Hơi đất rẻ Hoàng Nguyễn xin kính chào toàn thể anh chị cô chú nha. Hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ đến anh chị cô chú một cái mảnh đất tuyệt đẹp. Nó cũng nằm ở tên thôn Văn Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bây giờ em mời anh chị cô chú cùng với em đi tìm hiểu về cái mảnh đất này nha. Trước mặt anh chị cô chú là ngã tư xã Hàm Thạnh nha, đó là cũng là cái chợ luôn á. Thì cái mảnh đất này nó cách chợ, cách ủy ban, cách trường học khoảng chừng một cây số thôi. Phía bên tay trái anh chị cô chú đó là trường học nha, nó nằm ở trong đây tí xíu. Còn mình đi thẳng lên là lên mảnh đất nè, rồi ủy ban xã nó nằm ngay trước mặt nè, rồi trạm y tế nè. Đây ủy ban xã Hàm Thạnh nha anh chị cô chú, nằm bên phải nè, trạm y tế nằm bên trái. Còn mảnh đất thì nó nằm ở trên đây khoảng một cây số. Cái mảnh đất 18 nhân 80 mét này nó cũng gần cái miếng 18 nhân 150 mét luôn nha anh chị cô chú. Rồi bây giờ mình lên mình tìm hiểu về mảnh đất này nhé. Đây cái mảnh đất 18 nhân cho 80 mét có 100 mét thổ cư. Ở tên thôn Văn Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, em cần chia sẻ đến với anh chị cô chú đây. Thì nó nằm trên tỉnh lộ 707 luôn nha anh chị cô chú. Nó 18 mét mặt tiền luôn á. Thì từ đây xuống ngay chỗ ủy ban, chỗ chợ hồi nãy em đứng đó là khoảng một cây số nha. Và nó xuống thành phố Phan Thiết khoảng 16 cây. Và cái hướng đi ngược lại cái đường này á là nó đi về Bảo Lộc, Lâm Đồng luôn đó anh chị cô chú. Đây. Và từ đây nó lên ngay cái mảnh đất mà 18 nhân 150 mét có 300 mét thổ cư, nó cũng gần ở đây nha. Còn bây giờ thì mình đi tìm hiểu vào cái mảnh đất 18 mét nhân 5 nhân cho 80 mét có 100 mét thổ cư này. Thì cái mảnh đất này nó có rất là nhiều ưu điểm nha anh chị cô chú, mà đầu tư vào nó thì rất là tuyệt vời. Thứ nhất là ranh rắp, là nó rất là rõ ràng, đã cố định. Đó, anh chị cô chú thấy không, những cái trụ xi măng bê tông này, đây là người ta đã đóng cố định cái ranh rồi, anh chị cô chú thấy đó. Thì không có sợ là ranh rắp gì nữa nha. Cái trụ bê tông này đóng cố định luôn rồi, rất là chắc chắn. Đó. Rồi cái ưu thế thứ hai nữa đó là cái mảnh đất này nó nằm ở khu vực đông dân cư. Và nó nằm trên mặt tiền tỉnh lộ 707 luôn. Và tỉnh lộ này nó đi thông lên Đà Lạt rồi đi xuống Phan Thiết rất là thuận tiện. Anh chị đi cao tốc ra cũng rất gần, mà đi quốc lộ 1A ra cũng rất là gần nha. Thì từ đây nó về Sài Gòn thì nó khoảng 210 cây. Nếu đi cao tốc thì không tới nha anh chị cô chú, mình đi theo quốc lộ 1A. Đó. Rất là đẹp. Và cái mảnh đất này nó rất tiện cho cái việc làm xưởng, làm kho xưởng, sân bãi để thanh long nè, hoặc là làm kho xưởng để buôn bán, hoặc là đầu tư kinh doanh về nhà hàng ăn uống nè, tiệc cưới vân vân. Đó, những cái trụ này là nó đã cố định hết. Phía sau này anh chị cô chú thấy không, rất là đẹp nha. Và cái ưu thế thứ tư nữa là cái mảnh đất này á là nó rất là cao ráo, nó ngang với cái mặt tiền đường nhựa luôn. Cho nên anh chị cô chú sẽ không phải tốn tiền để đổ thêm đất đá gì nữa nha. Rất là đẹp luôn anh chị cô chú ơi. Đây, phía sau này nó cũng đã đóng trụ rất là cố định rồi. Cái phía cái hơi ao này là qua bên kia là của người ta nha. Đó. Đây, tới cái trụ xi măng nè. Đó, anh chị cô chú thấy không? Nè. Rồi, mình sẽ đi ngược lên nha.
Thì từ cái mảnh đất 18m nhân cho 80m có 100m thổ cư này nè, nó cũng gần với cái miếng mà bữa em đăng là 18 nhân cho 150m. Nó có 300m thổ cư thì hai miếng này cũng gần gần với nhau. Và nó cũng cách ủy ban xã khoảng một cây hai trở lại thôi. Thì sau những tháng ngày em đi tìm đất cho để giới thiệu đến anh chị cô chú đó, thì đây là cái mảnh đất thứ hai mà em tìm, nó nằm ở ngoài phía mặt tiền đường. Cái mảnh thứ nhất á, là nó nằm ở thôn Văn Hòa, cũng xã Hàm Thạnh luôn, nhưng mà cái mặt tiền đường là đường nhánh, đường nhựa luôn nha anh chị cô chú. Còn cái mảnh này là mảnh thứ hai, mặt tiền đường nhựa mà đường tỉnh lộ luôn, rất là lớn. Và cái mảnh thứ ba là cái mảnh 18m nhân cho 150m á, nó cũng nằm tên cái mặt tiền đường này luôn, cũng góc có phía bên phải này luôn. Anh chị cô chú thấy không? Là ranh rắp, người ta đã dựng hàng rào hết rất rõ ràng. Thì mình mua bán mà mình đầu tư vào một cái mảnh đất nào đó mà mình thấy ranh nè, rồi nó rõ ràng rồi, thì mình sẽ cảm giác nó yên tâm an toàn hơn. Cái thứ hai nữa là cái đất nè, anh chị cô chú thấy không? Nó rất là cao ráo. Đó. Thì mình sẽ không phải tốn thêm những cái chi phí đổ đất này nọ nếu anh chị cô chú mua để ở hoặc để mà xây xưởng này nọ. Còn nếu mà anh chị cô chú đầu tư vào để mà bán lại á, thì mình được cái lợi thế là sau này mình bán thì đất mình cao ráo, thì những khách hàng khác người ta đầu tư vào người ta cũng an tâm như anh chị cô chú, thì rất là dễ bán. Thì cái mảnh này là 18 nhân cho 80, tính ra nó là hơn một sào mấy đó, khoảng một sào 2, sào 3 vậy anh chị cô chú. Và cái giá tiền á là chủ thu về là 155 triệu một mét ngang. Tính ra là cái mảnh đất này là khoảng 2 tỷ 790 triệu. Và chủ đưa cái giá như thế nào thì em đăng như vậy nhé. Còn anh chị cô chú mà nếu cảm thấy cái mảnh đất này nó phù hợp cho mình để đầu tư sinh lời, hoặc là để kinh doanh buôn bán, thì anh chị cô chú cũng làm việc trực tiếp với chủ. Và đất này nó hướng về hướng Tây Nam nha anh chị cô chú. Những anh chị cô chú nào mà mặn kim này nọ đó, mặn quả này nọ rất là hợp nha. Thì mỗi ngày đất rẻ Hoàng Nguyễn cũng cố gắng tìm hiểu những cái mảnh đất, những cái lô đất mà nó vừa đẹp, vừa hợp với tiêu chí của anh chị cô chú. Thì đất rẻ Hòa Quyển sẽ gửi đến để anh chị cô chú tìm hiểu, để thấy phù hợp với cái mảnh nào thì mình đầu tư mảnh đó. Thật ra thì đất trong cái giai đoạn này á, thì nó cũng bắt đầu nó nhích lên rồi, thì cái giá thì nó cũng hơi nóng lên tí xíu. Thì cái ưu thế của cái vùng đất này là bây giờ là cái cao tốc Phan Thiết Long Thành Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh đó, nó đã gần hoàn thiện rồi. Cho nên đất ở đây bây giờ nó cũng bắt đầu nhích giá lên. Rồi từ đây ra ngoài Phan Thiết nó cũng gần. Rồi cái giá đất ở Đồng Nai, Vũng Tàu, Sài Gòn này nọ giờ nó quá cao rồi anh chị cô chú. Ví dụ như ở đây một cái miếng, một cái lô này tính ra là nó có 2 tỷ mấy. Nhưng mà nếu ở Đồng Nai thì nó phải ít nhất là 5 tỷ trở lên. Anh chị cô chú thôi, đất rất cao ráo, rất đẹp. Thì cũng có rất là nhiều kênh thông tin để anh chị cô chú tìm hiểu về cái đất đai. Và cũng rất là nhiều cái cách thức để anh chị cô chú đầu tư vào. Nhưng mà đất rẻ Hoàng Nguyễn cũng hy vọng là sau khi em đăng cái clip nào giới thiệu về cái mảnh đất nào á, thì nó sẽ hợp với anh chị cô chú, và anh chị cô chú đầu tư về nó để sinh lời, hoặc là đầu tư để ở, để kinh doanh buôn bán. Thì thật ra thì đất rẻ Hòa Nguyễn cũng làm để kiếm quê hồng thôi. Còn chứ những cái vấn đề như đôn giá hay này nọ là em không làm nhé. Tại vì kênh em sẽ xây dựng cái kênh thương hiệu cho em luôn. Thì có thể hôm nay là ít
cô chị anh chú biết đến kênh Đất Rẻ Hòa Nguyễn, nhưng một mai, một ngày nào đó thì kênh Đất Rẻ Hòa Nguyễn sẽ là một cái kênh đối tác quan trọng để cho anh chị cô chú đầu tư và tin tưởng. Vì vậy bây giờ là em đăng là đăng theo cái giá của chủ, và làm việc là anh chị cô chú đầu tư là làm việc trực tiếp với chủ. Có nhiều chủ đưa ra những cái giá trên trời em không nhận, tại vì thứ nhất là em quay lên em bán không được, thứ hai là nó sẽ làm mất cái uy tín cái kênh của em. Vì vậy á, em nhận là nhận những cái mảnh đất nào em cảm giác nó là vừa tiêu chí, nó phù hợp với cái tiêu chí ngon bổ và cái giá là phải đúng với cái chất lượng của cái việc ngon bổ, chứ còn giá trên trời mà chất lượng không tốt thì em không nhận nha. Ở xung quanh là nhà cửa rất là đông đúc, anh chị cô chú thấy rất đông đúc. Thì trong cái giai đoạn mà đất ở Hàm Thuận Phan Thiết này nó sốt đó, thì nhiều anh chị cô chú đầu tư lắm, mà đầu tư kiểu lướt sóng đó, rồi bây giờ bán lại bán cao quá bán không được, và kêu em và một số anh em khác nữa nhận để ra giùm, em không nhận, tại vì mua cao quá cao rồi giờ bán vậy làm sao em bán được. Vì vậy á, khi mà em giới thiệu cho anh chị cô chú thì nó cũng phải tương xứng để sau này em có bán lại em cũng ra được cái sản phẩm cho anh chị cô chú. Đó là cái tiêu chí của em. Còn em lựa những cái mảnh đất tốt đẹp và giá thì phù hợp thì em giới thiệu đến với anh chị cô chú. Còn bán được hay không là một vấn đề khác, nhưng cái giá và cái đất nó phải phù hợp để anh chị cô chú tìm hiểu đến nó. Anh chị cô chú thấy nhà cửa ở đây cũng rất là đông, rất san sát nè. Đó. Rồi một lần nữa, Đất Rẻ Hòa Nguyễn xin thông tin lại cái mảnh đất 18 nhân cho 80 mét, có 100 mét thổ cư ở thôn Văn Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chủ thu về là 155 triệu một mét ngang, tương đương là 2 tỷ 790 triệu. Nếu anh chị cô chú xem mà thấy phù hợp thì hãy gọi cho em để được em tư vấn và để giới thiệu gặp trực tiếp với chủ làm việc. Và cũng mong anh chị cô chú xem kênh Đất Rẻ Hòa Nguyễn, đăng ký chia sẻ để kênh em ngày càng phát triển và được nhiều anh chị cô chú khác quan tâm đến đất đai nhiều hơn. Em xin chân thành cảm ơn.